Chào các bạn ha, lâu quá rồi mới quay một cái clip cho các bạn xem. Đây là một cái kênh ngắn này các bạn, một cái đoạn kênh ngắn là nó dài khoảng chừng 40-50 mét thôi, mà bị tù rồi, không có còn thông nữa. Chỗ này thì mình cũng hay bữa trước mấy cái clip trước là mình bẫy cua cho các bạn xem á. Đấy, hôm nay mình cũng cái bẫy đó, nhưng mà mình làm cái bẫy cá nha các bạn. Mình sử dụng cái bẫy đó, mình làm cái bẫy cá. Bẫy cá thì nó là cái bẫy cá thôi, chứ thực sự ra cái hình dáng của nó thì nó giống như là mình đặt cái lờ đó. Đây là cái vị trí này, mình lấy cái cọ, mình rau muống, mình phủ nó lên. Cái lờ này là cái dạng như là kêu là lờ bóng nha các bạn. Đặt cái kiểu giống như lờ bóng đó, chứ là nó không có mồi. Mình chỉ có đặt rồi mình vầy thôi. Con cá nó đi để anh thấy như vậy nó chui vô thôi. Nó cái ấy thôi. Thì không biết có con gì không. Quảng cáo cho lắm, không có con nào cũng ấy. Cái bẫy này thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là quen thuộc ha. Các bạn nào xem cái clip của mình đó là mình xài cái bẫy này rất là nhiều năm rồi. Đấy, cái bẫy này các bạn. Đấy, các bạn thấy là mình để đứng ha, cái hòm chưa về đứng. Thì cái bẫy này là cái nguyên thủy của nó là hồi xưa là mình làm để mình bẫy cua biển nha các bạn. Làm một cái bẫy cua biển, cái bẫy cua biển. Nhưng mà cái bẫy cua biển này thì các bạn sử dụng được rất là nhiều cái bẫy, nhiều con nha. Các bạn để trên đường đi các bạn bẫy chuột. Mình đã từng dùng cái bẫy này mình làm để cái kiểu giống như là bẫy rắn á, để mình bẫy trên đường đi là mình đã bẫy được cái con cuốc rồi. Con cuốc nó đi là nó cũng đi chui vô luôn nha các bạn. Nó chui vô cái hòm, tại vì mình thiết kế những cái hòm này rất là nhẹ, êm lắm, chuột nó vô cũng được. Mình bẫy cua, hoặc là mình bẫy những cái ốc á, thì mình để cái hòm nằm ngang giống như là cái hòm mình bẫy rắn. Còn mình hòm để hòm đứng như vậy này là mình để bẫy cá nha. Mình làm nó thành cái lờ, một cái bẫy rất là nó đa dụng nha các bạn. Biết có còn gì không? Hai con cá. Mình bắt được hai con cá, hai con cá lóc này các bạn. Cá lóc đây, hai con cá lóc này đấy. Các bạn thấy cái thiết kế của nó thôi các bạn. Đấy, yeah, mình đưa lên trên đi. Các bạn nhìn cơ bản nó vậy trước đi nha. Cái bẫy này thì không có xa lạ với các bạn rồi. Nếu mà các bạn coi clip của mình các bạn thấy. Đấy, đây các bạn. Đấy, các bạn thấy cái này là cái cánh cửa nè. Cánh cửa để mình bắt con vật ra nè. Thì thường thường mình sử dụng cái bẫy này, mình bẫy nằm ngang vậy nha các bạn. Nằm ngang vậy thì cái hòm nè, các bạn thấy cái hòm nè, thì cái này để mình bẫy cua biển ha. Cua biển, cua đồng, ốc là mình để nằm ngang. Mình đứng lên vậy thì mình để làm bẫy cá. Đó, thì các bạn thấy mình được hai con rồi. Cái kênh như thế này nó cũng tại vì cái kênh nó cũng nhỏ thì có ít có người để ý, ít có người đi câu hay là chích điện nha các bạn. Cái độ sâu này của nó cũng tương đối là hơi sâu, rác rến nó nhiều nên người ta cũng không có dí điện mà xòe. Đấy. Đấy, các bạn thấy cái hòm đứng này nó hơi cái cọng mà dây kéo nó hơi nhỏ, các bạn thấy mình xài cái loại 2 phân vuông nha các bạn. Đây, các bạn thấy rất là nhẹ các bạn, con cá nó đi vô thì như vậy thôi. Rồi, trên đây mình chia sẻ với các bạn một cái cách để bẫy cá từ những cái bẫy mà mình đã chia từ một cái bẫy mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Nó rất là nhiều cái công năng nha các bạn. Các bạn nằm hay để đứng, có thể các bạn xài cái này, các bạn xài mồi vẫn là được. Các bạn xài mồi thì các bạn bỏ mồi vô để các bạn bẫy cá sặc hay là này kia, nó cũng hiệu quả nha các bạn. Cái này thì mình đặt theo cái kiểu giống như lờ bóng thôi. Lờ bóng là nó không có mồi vậy thôi. Thành quả thì được hai con cá lóc, thì một con chắc khoảng chừng 1,5 lạng 2 lạng đủ bữa canh chua nha các bạn. Thôi vậy thôi, nó không có gì
có gì là cao siêu hết, nhưng mà mình xin chia sẻ các bạn như vậy thôi. Một cái bẫy rất là đa dụng nha các bạn nha. Các anh em nào ở dưới vùng biển đó mà sử dụng cái này để bẫy cua biển thì hết ý nha các bạn. Chi phí các bạn làm rất là rẻ mà nó hiệu quả nữa. Mình đã từng gần giờ vài ba năm là mình xài cái bẫy là nó rất là tốt nha các bạn. Nó tốt hơn những cái mà người ta đã từng xài trước đây. Rồi, chào các bạn nha. Quan Hùng Phúc mình chia sẻ các bạn một cái cách bẫy cá bằng cái lồng đa năng nha. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày nhiều sức khỏe và niềm vui.